Đây là đài truyền hình SPTN. Chúng tôi là Diệu Quyên và Kim Nhung. Xin trân trọng kính chào quý vị đang hiện diện tại đây cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình SPTN Go ở khắp mọi nơi. Và kính chúc quý vị một ngày thật vui, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp truyền hình Chọn Tuồng Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu do đài truyền hình SPTN cùng với đoàn cải lương Phương Nam thực hiện. Và thưa quý vị, để thực hiện chọn tuồng cải lương Dương Vân Nga Thái Hậu, chúng tôi rất tốn kém trong vấn đề chi phí, cho nên chúng ta không thể thực hiện được nếu như không có cái sự tiếp sức và hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân, tất cả quý khán giả ở khắp nơi, và đặc biệt là với các cơ sở thương mại đã bảo trợ trong ngày hôm nay. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ chính, đó là AirTalk Wireless, là một nhà mạng được Ủy ban Viễn thông của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cấp phép và cung cấp chương trình trợ cấp xã hội. Rất là cảm ơn công ty AirTalk Wireless và cũng không quên cảm ơn những cơ quan truyền thông cũng đã hỗ trợ để quảng bá chương trình live show Chọn Tuồng Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu trong những thời gian vừa qua. Đó là tờ báo Người Việt Newspaper, Việt Báo, Đài truyền hình Quê Hương TV ở San Jose, Đài truyền hình SCT và đài IBC TV. Và số điện thoại quý vị có thể gọi vào để ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, 714-621-5321. Chúng tôi cũng không quên gửi đến quý vị chương trình ngày hôm nay xin được chia thành hai phần. Phần thứ nhất thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị những bài tân cổ giao duyên cũng như là những bài tân nhạc. Và sau đó thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trọn vở tuồng Dương Vân Nga Thái Hậu với 7 cảnh thay đổi trên sân khấu với do tác giả Nguyễn Quang Nhã thực hiện. Mời quý vị cùng với chúng tôi đón theo dõi cho tới phần cuối. Dạ vâng, để mở đầu trong phần 1 ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức một tân cổ Gánh Nước Đêm Trăng của soạn giả Viễn Châu, trình bày nghệ sĩ Hương Huyền. Xin kính chào. Alo. Hương Nguyên xin kính chào quý vị khán giả thương mến. Và 18 còn đá banh, 81 chống gậy. Chống gậy mà vẫn còn yếu, không có người rước lên là lên sân khấu này không nổi đâu. Giờ thầy hay lên rồi thì cống hiến quý vị vài câu vọng cổ. Trước tiên là Hương Nguyên sẽ ca câu 1, câu 2 của bài của soạn giả Viễn Châu, bài Gánh Nước Đêm Trăng. Viễn Châu có hai bài để đời là Tình Anh Văn Chiếu và Gánh Nước Đêm Trăng. Và hôm nay tôi ca Gánh Nước Đêm Trăng, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Năm tháng giải dầu nơi đất khách, nhớ em tôi trở lại quê nghèo. Đêm khuya vắng bóng người thôn nữ, sương nhỏ trên cành sao tôi trở về quê cũ gánh nước đêm trăng để tìm lại kẻ chung tình. Quay gánh lên vai tôi thở thân một mình, nước chim trong leo lèo soi rõ bóng hình tiều tùy của tôi. Tiếng gà đã gáy tan canh, trăng mười sao đã nhô lên khỏi
cánh tay bên đôi gào nước lòng băn khoăn chưa vội bước chân về. Trời chứng giám phận tôi nghèo đâu xứng đáng cùng ai, tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài hay đâu giếng cạn. Họ hay đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trăng ơi trăng sáng làm chi khi coi lòng tôi u tôi, còn nước giếng sâu trong giấc sao mà tình của ai kia như dòng nước trong bùn. Đêm nay dưới ánh trăng khuya tôi lại thẫn thờ ra đi gánh nước, ngồi bên bờ giếng một mình có xin cảm ơn toàn thể quý vị đã tán thưởng Hương Nguyên bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Vậy Hương Nguyên sẽ luôn luôn cố gắng hát khi nào tới hơi thở cuối cùng trên sân khấu thôi. Lấy lần tới gặp sẽ tuyển chọn những bài hát hay của soạn giả Diễn Châu đôi ca cho quý vị cùng nghe. Xin kính chào quý vị. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Hương Nguyên rất là nhiều. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Hương Nguyên cũng đã bước vào ngành cải lương từ thập niên 60. Và thưa với quý vị, ngày hôm nay lý ra có sự góp mặt của nghệ sĩ Phượng Liên, nhưng mà tới giờ cuối thì được tin là gia đình của nghệ sĩ Phượng Liên có việc cá nhân rất là cấp bách, cho nên là nghệ sĩ Phượng Liên cũng đã cáo lỗi cùng tất cả quý khán giả ở khắp nơi và sẽ hẹn dịp khác để tái ngộ cùng quý vị. Kính thưa quý vị, và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay, một bài hát về tân cổ, Cát Bụi Tình Đời. Đây là một sáng tác của nhạc Hà Sơn và được viết lời bởi nghệ sĩ Nguyễn Tâm. Thưa quý vị, bài tân cổ nói về cuộc sống của chúng ta, tình đời, tình người, và chúng ta trải qua bao nhiêu thăng trầm, sống làm sao cho ý nghĩa trong cuộc sống để khi ra đi chúng ta lưu lại một chuyện gì đó, một việc gì đó cho hậu thế. Mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức tiếng hát trình bày của tân cổ Giao Duyên, Cát Bụi Cuộc Đời, Nguyễn Tâm sau đây.
cánh hồng trần nhiều đam mê phù phiếm. Cõi trần gian chỉ là cõi tạm thì cứ làm sao người lại tranh đua ganh ghét cho đành. Con nằm nối những tinh tâm lành, hạt sương mê trên nhành cây bụi sớm vẫn chưa vướng mu phiền thế sự sanh linh. Tôi với người trót gánh nợ trần an, nay hơn mai thua rồi ta sẽ được gì? Gom cho đầy bao tháng vọng xa quê, khi lìa đời chỉ còn đôi tay trắng. Trần gian bao cảnh nghiệp quan, người ơi xin chớ dành cho nhau bao niềm vui đáng có, và xin ai đừng gieo họa cho người. Đời cần tình yêu rạng rỡ môi cười, đường công danh đầy gian nan trắc trở, nguyện giữ tâm lành là bổn tánh chi sơ. Viết vào đời hai chữ thiện nhân, mai có thác cũng lưu cho hậu thế. Tích ngày xưa ông bà đã kể, sống làm người phải trọn vẹn thủy chung. Cảnh vô thường ai cũng trải qua một lần sanh ly tử biệt. Xác thân kia nương nhờ cõi tạm, cuộc sống mong manh và chân đen trắng phút tàn hơi chỉ còn lại. Bàng hoàng đã bạc tóc tay run, cạn giọt máu hồng đèn lũng tàn canh, thế mới
dòng đời tôi vô định. Có mấy ai học hiểu câu thanh tình, để tạo phước mai sao không lặn lội trong buồn. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền chuyện thế sự nơi trần ai. Ta đến thế gian bằng trái tim nhân ái, hãy sống cùng nhau cho vẹn nghĩa ân tình. Nói lời vàng hành theo hạnh từ bi, nhường manh áo sẽ chia người khôn khó. Bước qua một kiếp luân hồi, đạo đời thiên nghi dung bồi nhân sinh. Xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Tâm với một giọng hát rất là ngọt ngào. Và thưa quý vị, chương trình của đài truyền hình SBTN mấy chục năm qua có sự cộng tác của đoàn cải lương, đó là cổ nhạc phương Nam, đã gắn liền với SBTN trong mỗi ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 7 giờ tối giờ miền Nam California. Và thưa với quý khán giả cũng như là Diệu Quyên, Kim Nhung nhớ cái lúc đó đó vẫn còn cố nghệ sĩ Văn Trung và cố nghệ sĩ Ngọc Đán. Kim Dung hồi bé như là mê cải lương thì vẫn rất là thích và yêu những cái hài của cố nghệ sĩ Văn Trung. Không biết là chị Diệu Quyên thì lúc theo dõi chương trình của SBTN thì có những cái vở của cố nhạc sĩ Văn Trung trích đoạn thì chị thấy như thế nào? Thưa quý vị, Kim Dung, đối với Diệu Quyên thì cố nghệ sĩ Văn Trung, còn được gọi là chú Bảy Văn Trung, thì chị Quyên rất thích cái giọng hát cũng như là cái tiếng cười của chú. Mỗi lần mà chú cười lên là mọi thứ buồn phiền chúng ta có thể quên đi được. Và còn đối với chị Quyên nhớ về cô Ngọc Đán thì mỗi lần cái kết bài thì cái gió đưa trăng, mây đưa gió, rồi thế như vậy mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong cổ nhạc phương Nam kết một cái bài hát rất là vui và dễ thương. Ngày hôm nay tuy là cô và chú ra đi, nhưng hình ảnh của cô chú vẫn ở mãi trong lòng của tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là các anh chị em của nhân viên SBTN. Nếu mà quý vị nhìn ở bên trái của chúng tôi vẫn có bàn thờ của cô Ngọc Đán và đặc biệt là của chú Bảy Văn Trung. Thưa quý vị, cổ nhạc phương Nam mất đi hai người. Tuy nhiên thì các anh chị em nghệ sĩ trong cổ nhạc phương Nam vẫn cố gắng tiếp tục cái con đường mang tiếng hát cũng như là mang cổ nhạc đến quý vị gần xa của SBTN. Và một trong những con chim đầu đàn đó, ngày hôm nay chúng tôi phải nói tới nghệ sĩ Tuấn Châu. Thưa quý vị, ngoài nghệ sĩ Tuấn Châu còn có nghệ sĩ Cẩm Thu, Philip Nam và Quỳnh Hoa mới đây cũng gia nhập vào cổ nhạc phương Nam. Và để được một cái vở tuồng thật hay như ngày hôm nay gửi đến quý vị, chúng ta phải mời anh Tuấn Châu, là một người nghệ sĩ, phải nói là anh như là một cái cầu thủ trên sân banh này, thưa quý vị, chạy tới chạy lui lo cái này lo cái kia. Một tràng vỗ tay thật lớn cho nghệ sĩ Tuấn Châu, kính thưa quý vị. Chào anh Tuấn Châu. Chào chị Dũng. Chào anh Tuấn Châu. Chào Kim Dung. Tuấn Châu kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Tuấn Châu chào các khán giả của đài hiện nay đang coi trực tiếp trên màn hình SBTN. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và chị Quyên xin được nhường sân khấu lại cho anh Tuấn Châu. Mời anh, thưa anh. Cảm ơn chị. Dạ vâng, cảm ơn anh. Với hôm nay, Tuấn Châu đoàn coi như ra đời đoàn cải lương phương Nam sẽ diễn trọn vở tuồng Thái Hậu Dương Văn Nga. Một vở tuồng mà nói chung là kinh điển mà Tuấn Châu đã được giám đốc Trúc Hồ giao phó. Anh Trúc Hồ đã nói, Tuấn Châu ơi, mình làm cải lương trong lúc bây giờ Trung Quốc đang thao túng quá. Mình làm trọn tuồng nghe. Anh Trúc Hồ có nói lúc trước, cỡ mấy cả năm trước, thì Tuấn Châu nói, cải lương thì mình cần cái chuyển cảnh. Chuyển cảnh rất là khó.
mình tới 6, 7 cảnh, 4, 5 cảnh thì không thể nào mình chuyển kịp. Anh Hậu nói được rồi, anh sẽ quyết tâm làm màn hình cho em. Đây, màn hình 3D rất là tốn kém. Thì cái vở này là 7 cảnh, quý vị khán giả sẽ thưởng thức trọn tuần cái lương. Tôi Châu mong các quý vị khán giả phương xa có thể gọi cho đài để ủng hộ, hỗ trợ đài truyền hình SNTN. Thì đài sẽ cho Tuấn Châu làm những trọn tuồng, hy vọng 2 tháng mình có một vở tuồng. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, lúc nào thì chị Mai Lê Quyền cũng đồng hành với Tuấn Châu. Lúc nào hồi đó chị Quyền nói chị Quyền có 2 ông chồng, một ông chồng là cố nghệ sĩ Hùng Cường, rồi tới Tuấn Châu trên sân khấu. Thì hôm nay cũng có mặt chị Mai Lê Quyền. Tôi cho mời chị nữ hoàng kích động Mai Lệ Quyền, Quyền. Mời chị. Tuấn Châu, Mai Lệ Quyền xin kính chào tất cả quý vị. Được thấy có thầy sư phụ của Mai Lệ Quyền ngày hôm nay ngồi ở đây nữa. Mấy ngày nay sư phụ cũng tụng niệm dùm cho cậu em của con. Mời chị hát con, nha, em đi vô nha. Con rất cảm ơn thầy. Dạ, cũng như Mai Lệ Huyền là một người nghệ sĩ mà luôn luôn gắn liền với cổ nhạc. Mặc dù Mai Lệ Huyền không hát được cổ nhạc, nhưng mà một thời với Hùng Cường cũng dính liền với nhau. Và bây giờ tới Tuấn Châu thì Mai Lệ Huyền có nhiều chuyện buồn của gia đình cũng như nhưng mà Tuấn Châu nói là chị phải đến với chương trình của Tuấn Châu, nếu không có chị Huyền là Tuấn Châu rất là buồn. Vì vậy Mai Lệ Huyền cố gắng, mong có gì sơ suất quý vị tha thứ cho. Dạ được, ngày hôm nay có luật sư Dina nữa. Dạ, Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị. Và để nói về cuộc đời thì cuộc đời của chúng ta thấy dài mà ngắn lắm, ngắn lắm lận. Bạn bè của Mai Lệ Huyền sao trong một năm nay đi nhiều quá, làm Mai Lệ Huyền cũng run sợ. Cuộc đời nói 60 năm, nhưng mà thật ra đâu có 60 năm chưa làm được gì hết. 60 năm không làm được nên gì. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Trong cái cuộc đời này, chỉ có 60 năm thôi. Mai Lệ Huyền xin kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm ý nghĩa này. 60 năm cuộc đời. Quý vị ơi, cuộc đời có bao nhiêu đâu, chỉ có 60 năm thôi. Nếu 60 năm đó chúng ta không làm được gì ý nghĩa, rất là uổng, phải không quý vị? Yeah. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Ừ, là thế, đời sống không là bao. Ừ, bao đời không lâu là thế. Ơ, được bao năm sống để mình yêu nhau. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời thì xa nhau rồi ta biết thương yêu ai. Ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi, ta sống là bao. Yeah. Woo. Yeah.
ơi có bao nhiêu. 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Là thế, đời sống không là bao. Là bao, đời không lâu là thế. Được bao năm sống để mình yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời đi xa nhau rồi. Ta biết thương yêu ai, khi ta yêu nhau thì yêu trọn trọn đạo. Anh ơi ta sống là bao, anh ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Quý vị ơi cuộc đời có bao nhiêu đâu. Mới ngày nào ở Việt Nam qua đây, thấy Trúc Hồ còn trẻ lắm. Mà hôm nay Trúc Hồ cũng không thua gì chị Mai Lệ Huyền. Cuộc đời 60 năm thấy dài mà ngắn. Mai Lệ Huyền đi hát hồi 18 tuổi, và tới bây giờ đã gần 80. Quý vị có tin không? Quý vị thấy Mai Lệ Huyền còn có thể hát để cho quý vị nghe thêm một thời gian nữa hay không? Hay là đã hết siêu quát rồi? Anh là lính đa tình, tình non sông rất nặng, tình hải hồ ôn mộng, tình vũ trụ ngát xanh. Là mối tình rất êm đềm, là tình riêng trong lòng anh yêu em. Ba lúc buôn hái hoa rừng, anh gửi về em theo áo, và ngàn vì sao trên trời kết thành hạt chuối em đeo. Dù rằng đời lính không giàu, chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, tình non sông rất nặng, tình hải hồ ôm mộng, tình vũ trụ ngát xanh. Là mối tình rất êm đềm, là tình riêng trong lòng anh yêu em. Là mối tình rất êm đềm, là tình riêng trong lòng anh yêu em. Anh là lính đa tình, alright. Lúc nào anh cũng đa tình, nhất là người lính Cộng hòa của Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong một lần tới. Cảm ơn quý vị. Nếu ngày hôm nay Mai Lệ Huyền có gì sơ suất, xin quý vị bỏ qua cho, vì cảm quá. Vừa hát nước mũi vừa chảy mà vừa ho. Chắc Mai Lệ Huyền gặp luật sư sau. Dạ, xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Và dạ, chúc mừng Tuấn Châu dáng làm cải lương hàng tuần. Ủa, hàng tháng? Ủa, không phải. Hàng hai tháng, phải không ạ? Dạ, để cho quý vị được dạ, thưởng thức. Dạ, thầy ơi, thầy lì xì cho con ạ. Hay là thầy lì xì cho bé Trúc? Cái này là cái lọc của thầy. Bé của Mai Lệ Huyền cũng bệnh ra vô nhà thương 6 tháng nay. Mai Lệ Huyền đuối quá rồi, không còn sức nữa, mà Tuấn Châu cứ nói kệ chị cứ đến, mà chị không đến đó là buồn lắm. Thành ra Mai Lệ Huyền cố gắng. Mà quý vị thấy không, lúc này Mai Lệ Huyền sộp ốm nhách rồi. Hồi xưa đó là mụ mẫm lắm, đi tới đâu cũng bị người ta chọc là bộ ăn cà rem nhiều lắm. Chị Huyền ơi, tụi em ghen với chị đó, là tại vì quý vị thấy là gần 80 mà nói là bây giờ mới vừa bệnh, đang còn bệnh chảy nước mũi, nhưng mà dạ, ca thì ở trong kia, đến nỗi mà Trúc My phải ghen luôn. Trúc My bảo em muốn ra ca tân của tân nhạc. Cảm ơn quý vị thương mến Mai Lệ Huyền quá cho tới ngày hôm nay. Và
quý vị giáng thương thêm một thời gian nữa. Sao bây giờ người ta chết đi nhiều quá mà lại Huyền sợ lắm. Xin cảm ơn quý chị vị. Chị còn trẻ lắm. Cảm dạ, ơn. Xin cảm gặp lại quý vị. Ca sĩ Mai Lợi Huyền rất là nhiều, thưa quý vị. Cảm ơn chị Mai Lợi Huyền. Ở đây có bác sĩ Phạm Hoàng Trung này, không chết đâu. Có gì chuyện gì thì cứ tới bác sĩ uống thuốc. Vâng, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà từ đầu đến giờ quý vị đã thấy chúng tôi có để số phone ở ngay cái banner của màn hình. Quý vị có thể gọi ngay vào để hỗ trợ cho Chọn Tường Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu của Đài Truyền hình SBTN thực hiện cùng với Đoàn Cải Lương Phương Nam. Số phone để quý vị gọi vào đó là 714-621-5321, 621-5321. Vâng. Và thưa quý vị, một trong những nhà bảo trợ lớn đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị. Trước khi chúng ta theo dõi phần quảng cáo thì rất tiếc là cô không có bay qua được. Nhưng dạ mà vâng. Cũng... Dạ vâng, công ty AirTalk Wireless thì dự định là sẽ bay qua để cùng vui với Đài Truyền hình SBTN và có thể lên sân khấu để chia sẻ cho quý vị một cái chương trình rất là có benefit nhiều cho những người income thấp cũng như là những người lớn cao niên. Thì không qua được nhưng mà có gửi đến cho Đài Truyền hình SBTN một cái video clip để mà giới thiệu về những cái dịch vụ cho những người có income thấp cũng như là quý vị cao niên. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. AirVoice Wireless là một trong những nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông không dây hàng đầu ở Hoa Kỳ. AirVoice Wireless được thành lập vào năm 1999 với trụ sở chính hiện tại tại Houston, Texas. Hiện nay, AirVoice Wireless đang cung cấp gói cước free, miễn phí, không giới hạn data, cuộc gọi và tin nhắn hàng tháng của chương trình trợ cấp xã hội Lifeline và ACB qua nhà mạng AirTalk Wireless. Và cũng cung cấp các dịch vụ cho điện thoại di động, Internet không dây qua nhà mạng AirVoice Wireless. Trong đó, nhà mạng AirTalk Wireless là nhà mạng được Ủy ban Viễn thông FCC, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cấp phép, cung cấp chương trình trợ cấp xã hội Lifeline và ACB cho công dân Hoa Kỳ có thu nhập thấp, không có thu nhập. Hoặc đang được nhận một trong những chương trình trợ cấp xã hội như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, Federal Public Housing Assistance, Pell Grant. Trải qua chặng đường hơn 23 năm, nhà mạng AirTalk Wireless đã và đang cung cấp dịch vụ viễn thông không dây cho hàng triệu khách hàng ở 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico và Virgin Islands với hàng chục ngàn khách hàng mới mỗi tháng. Khách hàng hội đủ điều kiện sẽ được nhận free miễn phí một điện thoại di động của những nhãn hiệu nổi tiếng như iPhone 7, Samsung S9 hay Motorola và hơn thế nữa. Free miễn phí data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn hàng tháng. Free ship dù bạn ở bất cứ tiểu bang nào. Hay mua iPad, tablet, máy tính bảng chỉ với 10 đô 1 cent. Và không bị kiểm tra credit, không phải ký hợp đồng, không phải nhận hóa đơn, không ẩn phí. Tất cả sẽ được cung cấp hoàn toàn free miễn phí bởi nhà mạng AirTalk Wireless. Ngoài ra, nhà mạng AirTalk Wireless có một đội ngũ nhân viên IT kỹ thuật và nhân viên hỗ trợ hùng hậu để chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. AirTalk Wireless là nhà mạng duy nhất cung cấp free miễn phí điện thoại di động chất lượng cao như iPhone, Samsung, Google Pixel hay LG với gói cước được phủ sóng toàn quốc trên một trong ba nhà mạng 5G lớn nhất của Hoa Kỳ. Hãy click vào trang www.airtalkwireless.com và ghi danh ngay hôm nay. Hoặc gọi số toll free 866-386-3003 nếu bạn cần trợ giúp để ghi danh bằng tiếng Việt. AirTalk Wireless, connecting Americans. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi một cái clip mà giới thiệu về công ty. Khi mà Kim Nhung tiếp xúc với công ty này đó thì Kim Nhung rất là ngạc nhiên là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta chưa biết được cái dịch vụ này. Và Kim Nhung nói là tại sao không phổ biến tới tất cả cộng đồng của Việt Nam của chúng ta trên toàn Hoa Kỳ. Cái này chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ thôi quý vị, trên 50 tiểu bang. Và quý vị liên lạc ngay và gọi ngay cái số phone là bởi vì có người Việt Nam hướng dẫn cho chúng ta. Cái chương trình này đối với những người cao niên cũng như là những người mà income thấp hoặc là trong cái những cái chương trình mà mình đang có trợ cấp xã hội đó, mình đều có thể được hưởng được cái dịch vụ này. Dịch vụ này đó, khi mà quý vị ghi danh đó, quý vị được không có phải check credit, không phải có hóa đơn, không phải gì hết. Mà quý vị được cái iPhone 7 hoặc 8 hay là Samsung vân vân. Cũng như là nếu mà quý vị muốn mua một cái iPad thì cũng có thể mua được cái iPad có 10 Mỹ Kim 1 cent thôi. Nếu mà quý vị đã có một cái iPhone rồi và
muốn có thêm một cái thứ hai có được hay không? Được, được. Có nghĩa là quý vị được iPhone, nhưng mà cái quan trọng là kèm theo đó là cái iPhone miễn phí nha quý vị. Có nghĩa là cái iPhone chúng ta có thể xem được 600-700 trong một tháng. iPhone miễn phí nè, có lẽ unlimited, không giới hạn những cái data hay là text, talk, vân vân. Gọi ngay cho số phone cho công ty AirTalk Wireless. Xin được cảm ơn công ty AirTalk Wireless đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được tạm ngưng trong một vài giây để giới thiệu đến quý vị những công ty thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình được bảo trợ bởi AirTalk Wireless, connecting Americans. Kết nối người thân. Kính thưa quý vị, cải lương lập một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam, hình thành trên cơ sở dòng nhạc, đơn ca tài tử và dân ca. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc rễ nước nhà Việt Nam. Thưa quý vị, đó cũng chính là thông điệp mà đài SPTN cùng kết hợp với đoàn cải lương phương Nam gửi gắm đến quý vị khán giả đang xem live trên đài truyền hình SPTN. Vở diễn Dương Vân Nga Thái Hậu nói lên một truyền thống lịch sử bất khuất, oai hùng của người dân Nam. Và thưa quý vị, lịch sử đất nước ta gắn liền với những triều đại mà mỗi giai đoạn ở mỗi triều đại đều có những cái dấu ấn riêng biệt và sâu sắc. Và riêng với vở diễn Dương Vân Nga Thái Hậu, khắc họa về số phận và quyết định quan trọng của một người phụ nữ đang nắm cả vận mệnh của non sông. Mà trong cái chế độ phong kiến thời đó, trọng nam khinh nữ rất là quyết liệt và độc đoán, thưa quý vị. Một bên là giặc phương Bắc lăm le xâm chiếm, còn một bên là nội thần trong triều gây áp lực. Vậy thì liệu Thái hậu Dương Vân Nga phải xử trí vấn đề này như thế nào? Vâng, thưa quý vị, và sau đây chúng tôi cũng mời quý vị cùng tìm hiểu câu trả lời trong vở Cải Lương Dương Vân Nga Thái hậu, và cùng sống lại những cái giờ phút mà chúng ta thấy hào hùng trong vở tuồng này vào thời điểm đó. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Đoàn cải lương phương Nam hân hạnh trình diễn vở tuồng Dương Vân Nga Thái hậu, tác giả Nguyễn Quang Nhã, cổ nhạc Hoàng Phúc Hoàng Nam, tân nhạc Alex Hoàng, phục trang Thu Châu, đạo cụ sân khấu Liêm Thân Hùng Nguyễn, thực hiện chương trình nghệ sĩ Tuấn Châu. Thành phần các nghệ sĩ tham dự: nghệ sĩ Phượng Hồng trong vai Cố Mẫu, nghệ sĩ Vĩnh Khang trong vai Phạm Cự Lượng, ca sĩ Trúc Mi trong vai Hiệu Quý Kỳ Hoa, ca sĩ Tuấn Tú trong vai Đinh Điền, nghệ sĩ Hoàng Dũng trong vai Nguyễn Bạch, nghệ sĩ Quỳnh Hoa trong vai Tố Quyên, nghệ sĩ Philip Nam và nghệ sĩ Tuấn Châu trong vai Thập Đạo Lê Hoàng. Và vai Dương Vân Nga Thái Hậu sẽ do hai nghệ sĩ Cẩm Thu và nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm thủ diễn. Và giờ đây, vở diễn Dương Vân Nga Thái Hậu xin phép được bắt đầu. Thái hậu giá lâm, tham kiến Thái hậu. Tất cả hãy bình thân, trình dâng Thái hậu. Đây là bức tối hậu thơ của hầu văn bao giặc tống băng, với bao lời thách
tức nghênh ngang sĩ nhục gian sang nước dân đại cổ diệt trình lĩnh bà khai kháng liệu toan tầm mưu gì gỡ rối khó khăn tiếng hay lùi với lũ hùng hằng tiếng là thế nào còn lùi gót là sao cơ nghiệp non sông tiên quân ta gầy dựng có biết bao nhiêu xương trắng máu hồng đắp dài trường thành gian dội chiến công bách trận sông pha chỉ một niềm hy vọng trăm họ thanh bình lạc nghiệp bao ca sao lại hỏi ta câu ngơ ngẩn vừa rồi quan ngoại giáp tại sao im lặng ta muốn nghe qua cao kiến bậc trung thần người vì triều đình gian khổ biết bao lần bồi gắm dốc cơ đồ mà vào tử ra sinh đa tạ thái hậu còn nghĩ tới lão là trung thần của triều đình an ủi cho đinh điền khi có người vẫn còn nhớ về công lao của lão nhưng xin thái hậu cũng khoan trách quốc công Nguyễn Bạch vì ông ấy đã nhìn tường cục diện ngày mai một câu hỏi đâu cần tranh luận đúng hay sai mà câu trả lời đã biết chắc thành công hay thất bại đánh lão muốn đánh giặc Bắc Phương không còn manh giáp đánh lão muốn đánh cho quân thù dở mật hồn kinh một đường gươm chém thủ cấp bọn xâm loạn cởi dồi chiến đạp đầu lồi mang rợ hay lắm Hoàng Mãi Giáp sao ông lại nhưng tàu thái hậu nhưng nay sự thể đã chẳng còn dòng tố xa xưa thế lực quân thù như ngàn cơn sóng dữ biết làm sao cho vững tay chèo lèo lái con thuyền vạn sơn qua bão tố kìa quán ngoại giáp tại sao ông nụng chí trùng tâm thấy thời gian làm tuổi tác cao cả không sĩ khi lão đây như bách như tùng trước vẫn như sao không hề rung chuyển tới ông nói đó ông bạn dạ muốn tâu sở dĩ quan ngoại giáp còn vướng mắt trong lòng không biết cơ nghiệp này có còn phải của họ đình hay sẽ sớm dời đổi trong nay mai phạm tướng khí quân với lời lẽ vừa rồi có phải là lời dành cho đấng trung quân tàu thái hậu xin thái hậu bớt cơn nóng giận những bức xúc của chúng thần á lại là tiếng lòng của hàng vạn lão quan âu cũng chỉ lo cho sự tồn vong của tiền đồ xã tắc nếu như không có chuyện quan nhật thâu thiên thì tại sao thập đạo quân lại giao trong lý hoàng nắm giữ thần muốn đánh lắm chứ rồi lấy cái gì đánh bằng niềm tin nè hay thái hậu cho rằng lão đây lấy tài không cũng bẻ được gươm đao đào lắm bẻ không có nổi đâu hay lấy thân ra chống đỡ với khuyên sắt tên đồng cũng cứng lắm cũng không có chống nổi đâu tàu thái hậu là giết giặc chứ không phải nộp mình cho giặc giết thần xin cáo lui đi ông Nguyễn Bạc thần cáo lui quan ngoại giáp quốc công kỳ quá hãy để cho hai ông ấy lui đi thái hậu
ta không sao. Hiếu úy đừng lo lắng quá. Đêm cũng khuya rồi, ta bãi hầu kỳ qua nên lui về yên nghỉ. Trên vai thái nữ rối ren trăm chiều trước sự hưng tồn, hồn thiên sông núi gấm dốc giang sơn, tiếng dương chứng giả cho người trung lương không Không biết là vị cố nhân nào lại có diễm phúc làm cho cô hiểu quý kỳ hoa vào ra ngơ ngẩn và ước ao tao ngộ đây chứ? Phạm huynh, huynh đã trở về. Phải, kỳ hoa. Phạm huynh, sao huynh? Kìa, kỳ hoa, tại sao muội lại có khoảng cách với huynh? Đáng lẽ ra lúc này huynh đang cùng thập đạo tướng quân trên sông Bạch Đằng để ngừa giặc Tống hay sao? Có lý nào nổi loạn trong triều vừa nổi ra là Phạm huynh đã biết và trở về lập tức hay là... Thôi đi cô hiểu quý của tôi ơi, không lẽ tính nết của tôi ra làm sao mà cô hiểu quý chẳng rõ chẳng tường, lại yêu lại mến, hoài vọng canh trường, mơ gặp cô nhân trao tiếng yêu thương, giờ lại hồ nghi. Huynh nên phân càng bao điều trong đục, muội quá lo âu trước thế sự ngày nay. Kỳ qua, huynh cũng hiểu những gì mà muội đang suy nghĩ. Song thì có khúc này khúc khác, trăng thì cũng có lúc khuyết lúc tròn. Giữa ta và Phạm Hạp trưởng huynh dù máu huyết chung dòng, nhưng nếu đứng trước lưỡng diện phân tranh, Phạm huynh cũng sẽ chọn con đường vì giang sơn xả. Trên lưng tuấn mã xông pha, ta không nài sương gió, mong trở về đây gặp lại bạn chung tình. Dẫu chỉ ít phút giây rồi lại phải đăng trình, nhưng cũng đủ sưởi ấm trong lòng tráng danh tướng
giữa chiến lũy mịt mùng mũi giáo giới làng tôm. Lần gặp gỡ ban đầu như trói buộc cả trăm năm, kỳ hoa không dịu dàng như mấy nàng đài ca. Yêu khi thế hiên ngang, yêu tai nàng con gái quyến chuyển mấy đường gươm không thua khắc anh hùng. Huynh từng thề hai sao trên trời, lời yêu hoa mỹ sao em để lòng tin anh. Ngàn sao dường sáng như mắt nàng, nên chỉ đừng nhìn huynh đâu hề dám hại. Kỳ hoa tha thiết yêu huynh, tình yêu đông đầy không hề cạn dơi. Tạm gác chuyện lứa đôi, lo an nguy đại cuộc, như lửa bóng dầu sôi, như trên đống than hồng. Thái hậu lo lắng pháp phòng, bởi thơ quân tông với lời cuồng ngông. Quan ngoại giáp với quốc công, nổi triều gây rối khó mong an lành. Tống quân đã gửi thơ sang, đúng như những gì ngài thập đạo tướng quân suy nghĩ. Ông thập đạo suy nghĩ như thế nào vậy, ngài phó tướng? Dạ, phó tướng Phạm Cư Lượng xin ra mắt thái hậu. Phó tướng hãy bình thân và cho ta biết về tin ông thập đạo. Tâu thái hậu, khi được thám mã báo tin ông quốc công bỏ thành châu Ái, cùng lúc quan ngoại giáp bỏ Ái Châu trở về lại hoàng cung, và có cả cánh quân của quốc công Phạm Hạp nữa, có phải vậy không? Dạ. Khanh đừng lo ngại, vì ta tin tưởng tầm nhìn của ông thập đạo đã hết lời tán thưởng tuyên dương. Phó tướng quân dùng anh phi thường, hết lòng vì xa tắc quê hương, quyết dẹp tan mọi nhiễu nhương. Quân tống gửi thư sang, muốn mẹ con ta tự trói chịu hàng, bởi đã bẻ mặt với tiên hoàng, vớt cao cờ tự chủ trời nam. Toàn dân trên dưới đồng tâm, nếu phải như đổ huyết với quân thù, tiên phong dẹp an mây mù, cho rõ lòng bất khuất kiên trung. Ngài thập đạo không sợ lũ bắc phương, không ngăn chi thế lực uy quyền, sai lượng đây về đến kinh thành, muốn biết về ý định của thái nương. Đứng giữa bề tiên thoái lưỡng nan, ta đây dù chết vẫn một lòng, mang dòng máu tiên rồng, kết đoàn bao sự sống, quyết làm tội lương đông. Dù trái cật phơi thay, linh bà hãy an tâm, quan thập đạo sẽ trở về đây. Sao? Ngài thập đạo trở về à? Nhưng còn chiến tuyến Bạch Đằng. Thái nương hãy an tâm, việc phòng ngự đã có nhiều tướng tài canh giữ. Ngài thập đạo trở về đây để gỡ rối mầm nội loạn. Chương trình được bảo trợ bởi AirTalk Wireless, Connecting Americans. Kết nối người thân.
Kính thưa quý vị, và số điện thoại quý vị gọi vào để ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay với vợ tuồng Dương Vân Nga Thái Hậu đó là 714-621-5321. Và trong đoạn 1 quý vị đã theo dõi, để tiếp theo cảnh 2, ông Đinh Điền và Nguyễn Bật ra sức ép buộc Thái Hậu là phải truất phế Lê Hoàng để giành tất cả mọi quyền lực riêng cho mình. Liệu với những tâm trạng của một bà mẹ quá con côi thì Thái Hậu là một người nắm quyền trên quyền lực tối cao của một đất nước, bà có dễ dàng nhường, cũng như là bà có thể lấy lại cái công việc này và cái sự đó sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi tiếp đoạn 2, cảnh 2 của Dương Vân Nga Thái Hậu. Thật là quá đáng. Tất cả mọi người đã liên kết lại buộc ta phải phế truất Lê Hoàng. Người dám đứng lên giết sạch lũ tham tàn, người thà chết chứ không chịu cầu hòa lũ Bắc Phương láo xược. Người đã từng cùng tiên quân ta vào tơ ra sinh, nơi chiến trường vẹn chữ sắc đinh, không bao giờ chùn bước, chẳng khiếp sợ hiểm. Khanh tước quyền quy, họ đã quên đi công sức của Lê Hoàng. Người phò ta giáng sang vì nước non đại cổ Việt, với tôn nghiêm một thái hậu, ta chẳng xuôi tay mặc cho họ làm càn. Đinh Toàn con ta còn thơ bé, trong lứa tuổi hồn nhiên, đợi chờ ngày trẻ khôn lớn thành nhân, nói bước cha ông thống nhất sơn hà. Cùng cuồng phong sông dữ, chỉ thiếp một mình lèo lái giang sơn. Vạn Thăng Dương, Vạn Thăng Dương ơi, ước gì giờ này chàng ở cạnh bên thiếp, để phu vũ chung đồng gánh vác nợ non sông. Đinh Lang, Đinh Lang, dạ thần thập đạo Lê Hoàng xin tham kiến thái nương, chúc lệnh bà giảng phúc.
quan thập đạo, ngài đã trở về rồi sao? Dạ muôn tâu, vì việc quân cấp bách, thần không đợi đến buổi thiết triều. Đường đột vào nội cung, mong thái hậu thư tha lầm lỗi. Quan thập đạo hải bình thân, thập đạo tướng quân, gỡ rối gian sang mới là điều cần thiết. Đừng bận tâm với tiểu tiết làm gì. Khanh hãy xem, đây là bức tâm thơ của Tống Cao với lời lẽ kiêu căng buộc đất nước Nam ta phải cúi đầu hàng quy. Từ thuở xa xưa đến tận bây giờ, xâm loạn gieo tan tóc ưu buồn, thống nhất chư hầu mộng bá xưng vương. Nếu tiếng quân ta còn sống ở trên đời, chẳng để gian sang trong cảnh rối bời, dám hỏi lệnh bà nếu xảy cuộc đao binh, chẳng biết thái nương có chủ ý thế nào giữa tình hình hiện nay. Ta thà chết chẳng cúi đầu trước lũ giặc Tống Bang, bằng khí phách hiên ngang của con hồng cháu dành găm dốc gian sáng mà tiên quân ta đã cứu công xây đất dung bồi. Dù chúng có là diều hâu đang chờ chực sẵn mồi, nhưng có thể làm lung lay lòng kiên ba triệu giấy dùng cởi sóng bạc chém kình ngơ. Điều mà hiện giờ vương nặng ở tâm tư là sự đoàn kết không còn tắc hóa bề chiến thắng. Tỷ hiệp nhỏ nhen mưu cầu danh gì, họ đã quên đi bao năm tháng giữa xa trường. Hòa giang kiểu tấm lòng chung bước việc xâm lăng. Câu nói của thái hậu làm cho Lê Hoàng Tổ vô cùng khâm phục, như trút hết những khúc mắc trong lòng vương bận những ngày qua. Tướng quân cũng cho ta là phận đàn bà, không gánh vác nổi sáng hà xã tắc hay sao? Dạ, hạ thần nào dám. Do chẳng qua thần muốn một lần nữa khẳng định tầm nhìn của Lê Hoàng không sai. Cơ nghiệp triều đình với sự chăn dắt của người chẳng mấy chốc sẽ thanh bình thịnh trị. Về lại Hoa Lư, trước là để trấn an lệnh bà. Dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng để thù trong giặc ngoài làm lay chuyển. Sao cũng để ngăn ngừa mầm đấu tranh của nội tộc triều đình đang đâm chồi sinh nở. Thôi, sáng mai là lễ rước long bào tiên đế ở Sơn Lăng, quan thập đạo cũng cần an nghỉ để chu toàn cho đại lễ. Thái hậu! Tố Quyên, có chuyện gì sao lại ra chiều hốt hoảng? Thái hậu ơi!
vua. Ấu vua con ta, con ta như thế nào rồi? Cô Quyên, Thái Hậu. Ấu chúa đã bị bắt đi rồi, con vào đây báo chuyện động trời. Tại biên giữa cung vàng khiến cõi lòng nan tàn, Tô Quyên trên đường đi đến Sơn Lăng để chu toàn đại lễ sáng mai, nghe tiếng kêu la vọng giữa canh dài, nhìn là nhũ mẫu với kỳ quan. Ba tên thức khánh giặc ngâu chúa trên người, kỳ hoa ra sức truy lùng. Con quay về báo lại bà hay. Linh bà ơi, tầm phương lo liệu, có giọt máu tiên hoàng trong gió bể thăng trầm, nghẹn ngào nức nở tí thương. Thái hậu, Ninh Hoàng con ta, trời ơi, con ơi, Thái hậu, Thái hậu Ninh Toàn, con của tôi, trong tôi dài khờ thơ ngây, Ninh Toàn ơi, ai làm mẫu tử chia ly? Con của tôi nào có tội tình gì, buộc đau tê tái tâm hồn. Thần khuyên lĩnh bà dần cơn xót xa, thiên tử quân quyết tâm điều tra, cùng một lòng làm sao kiểm ra, đem Âu Dương trở lại triều ca. Âu Dương, Thái hậu ơi, xin dặn bi tiết xót xa, chờ chi kỳ quá phản hồi cũng thăm. Con tin chắc trời quang mưa tạnh, Âu chúa sẽ bình an tương ngộ với thâm tình. Cơ nghiệp triều đình đang hoàng năng giai người, dẫu biết nỗi đau lòng lên bà giờ đây chất chồng như núi, nhưng bà vẫn phải kiên cường chống chọi mọi cuồng phong. Giọt nước mắt tuôn trào khi nghĩ đến Âu Nhi, chỉ mới 6 tuổi đâu có biết gì là quốc gia đại sự. Mọi châu bể tan thương, trời cao xin trút xuống, dưỡng dân nga cam tâm không một tiếng trách hờn. Ninh Toàn, Thái hậu, con, Thái hậu, con hỡi, con ơi, mẹ gào tên con, trẻ bao cái đắng cuộc đời thêm giống to vui phàn để mẹ gắn cho
làm sao đây? Thái hậu ơi, xin người nên định tình, mãi bị quan ngọc thể sẽ hao mòn. Thần đoán đây là một âm mưu bắt cóc Âu Dương để hòng uy hiếp. Mười đạo binh muôn lòng như một, cứu Âu Chúa an lành qua hiểm địa gian nguy. Dù tình mẫu tử thiên liên vô bờ vô bến, nhưng cũng chẳng nặng bằng giận nước trời Nam. Hôn thử sức chịu đựng của một người đàn bà thì ta sẽ cho họ biết thế nào là anh thơ nữ kiệt. Với thù trong, nếu không có sự xác định cương quyết, thì với giặc ngoài ta chống đỡ làm sao? Không, không, ta quyết không nhu nhược yếu hèn. Hãy chờ xem câu trả lời của Dương Vân Nha Thái Hậu. Chương trình được bảo trợ bởi AirTalk Wireless, Connecting Americans, kết nối người thân. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình trực tiếp truyền hình Chọn Tuồng Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu trên đài truyền hình SBTN qua hệ thống DirecTV và SBTN Go trên toàn cầu. Và thưa quý vị, một lần nữa, quý vị có thể gọi vào số phone để có thể hỗ trợ cho chương trình Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu do SBTN cũng như là Đoàn Cải Lương Phương Nam thực hiện. Ở số phone là 714-621-5321. Và chúng tôi sẽ đọc tên của quý vị trong những chương trình sau đó, những người hỗ trợ cho chương trình Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa thưởng thức cảnh 2, màn 2 của Dương Vân Nga Thái Hậu. Thì qua phần quý vị vừa theo dõi, nếu như mà nội triều rối rắm như vậy, thì chắc chắn là chiến sự ở bên ngoài cũng dầu sôi lửa bỏng. Để mà chúng ta thấy được cái trí dũng cũng như là tài đức song toàn của ông Lê Hoàn như thế nào, thì kính mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục diễn biến của vở tuồng Dương Vân Nga Thái Hậu trong cảnh 3 sau đây. Đêm canh tàn nào đâu nghĩ an, giận nước trong điều tàn, cầm gan sôi máu chẳng nuôi giặc loạn tổng bang, cùng ba quân đấu tranh không nhường, nơi cung vàng đầy bao ngón ngang người ghét ghen tị hiềm, quên đi trung nghĩa, quên đi câu thề thiêng liêng, họ giang sơn sắc son không nhòa,
hồn linh của tiên hoàng nơi chính sông soi lòng. Vì dân trái tâm can nguyện vào biển đau rừng tên, trên linh bà niềm đau mất con vùi nỗi đau riêng mình. Ta thân nam tử khoanh tay trơ nhìn sao cam, làm sao cho xóa tan bế dâu dặn trầm. Quan Thập Đạo: Ơ kìa, Phó Tướng Phạm Cự Lượng, ông đến từ bao giờ? Sao đến mà không vào? Dạ. Nhìn nét mặt lại ra chiều lo lắng. Dạ thưa, Mạc Tướng đã đến và cũng nghe lời ngài than vãn, dù trống canh tàn báo hiệu dứt từ lâu. Chẳng phải Phó Tướng Quân cũng chọp mắt không thành, khi dẫn nước còn trong hồi biến loạn đó sao? Dạ, Mạc Tướng nào dám so cùng Quan Thập Đạo, bởi trong suy nghĩ tới nước non, tôi còn pha chút tình nhà. Phó Tướng muốn nói đến hiệu quý kỳ quá. Phải. Đã ba ngày lặng lặng trôi qua, chẳng hiểu tường công tích của kỳ hoa, không biết lành hay dữ, quá lo lường chua chát xót xa, người tri kỷ vẹn tâm giao. Phó Tướng Quân đừng nên nóng vội, hiệu ý kỳ hoa võ nghệ cao cường, với đường kiếm gia truyền. Ta tin rằng hiệu quý sẽ bình an, lòng đầy thấp thỏm lo âu, nhưng phải căng răng phó thác ở cơ trời, vì việc nước phải lo tròn. Mong đợi một ngày bình minh trôi rạng, trời Nam rực rỡ dương quang. Dạ dạ dạ, tin khẩn cấp từ Bạch Đằng Thụy báo, quân của Lưu Trần đã tiến tới Ải Chi Lăng. Lui. Dạ dạ dạ, quân Chiêm Thành dậy hãm ở Cửu Chân, tướng quân Từ Một đã bị quân thù bắt giữ. Lui. Bừng bừng sôi lửa giận, Vũ Tông Trào đã cậy thế tấn công. Quân Chiêm Thành sức yếu cũng cuồng ngông, ắt chúng muốn làm ngư ông đắc lợi. Kinh ngư ngoài biển cả, nào ngã lòng trước dòng tô phong ba. Bọn ngoại xâm sao hãy dội lãng quên, ngàn mũi cọc sông Bạch Đằng thủy chiến. Ta phải ngăn quân Chiêm Thành tấn công, đánh, đánh một trận như vũ bão cuồng phong. Dũng khí hiên ngang vô cùng to lớn, chẳng nhún nhường khiếp sợ một ai, một lòng trung nghĩa chẳng sai. Lực lượng quân Chiêm không gì đáng ngại, cũng chỉ là lũ ô hợp tàn dư, chi bằng ta nên dồn toàn binh lực đánh một trận lưu danh thanh sử, cho tông bang dở mật siêu hồn. Không phải tự nhiên binh tướng nước Chiêm tiến đánh nước mình, bắc phương nham hiểm tham tàn, lợi dụng nội triều rối rắm như tơ, đã xuôi vua Chiêm
phục kích bất ngờ, ta phải ở thế cao cờ, lấy gậy kẻ thù đánh lại chúng mà thôi. Quan Thập Đạo có nghĩa là Địa Thế Tông Bang chưa dám tấn công ta, vì phòng thủ Bạch Đằng Giang vững chắc, đã một lần chúng thua trong tủi nhục, nên chúng chẳng dạy gì đắm đầu vào lửa bỏng dầu sôi. Một mặt chúng dùng mưu xúi dục Chiêm Bang tấn công ta, một mặt chúng phô trương thân thế tại Ải Chi Lăng, để cho nội triều thêm lo sợ mà gây ra sức ép, buộc Thái Hậu phải trức phế Lê Hoàng. Không có Lê Hoàng thì chúng mới dễ dàng chiếm được Giang Sang Đại Cồ Việt. Vậy thì ta nên làm gì, thưa Quan Thập Đạo? Phó tướng quân, ta đánh chiếm nhưng không cướp đất đổ thành, mà trái lại phải thu phục lòng người bằng ngón cờ nhân nghĩa, thì trong quân sẽ siêu hồn bạc kia, bởi khi thiết dân Nam bất quốc kiên cường. Tri dũng lần nhân tâm không thể xem thường, quân phương Bắc chứa đầy giả tâm xâm lược, ta buộc chúng phải thu mình khiếp nhược bởi lòng dân. Việc công phá Chiêm Thành và thu phục nhân tâm, Lê Hoàng sẽ chu toàn hoàn thành trong cách. Cần ở lại qua lư đường đầu bao thử thách, phó tướng hải thay ta lo quản xuyên trong ngoài. Vụ án bắt Âu Hoàng chưa tra rõ khúc nôi, Thái hậu chống cung chương với nỗi niềm u uất, chỉ sợ quần thần thừa lúc ngài vắng mặt, gây bất lợi cho lĩnh bà mạc tướng, liệu làm sao? Phó tướng hãy tâu lệnh cố mẫu và thỉnh bà về cung. Tôi tin chắc quan ngoại giáp và ngài quốc công cũng có một chút kiên dè, cũng gọi là dục quẩn cầu mưu, chờ Lê Hoàng tuổi trở lại kinh thành toán liệu. Xin tuân lệnh. Chương trình được bảo trợ bởi AirTalk Wireless, Connecting Americans. Kết nối người thân. Kính thưa quý vị, trở lại với vở tuồng Dương Vân Nga Thái Hậu, quý vị đang theo dõi trọn tuồng do các anh chị em nghệ sĩ cải lương phương Nam cùng với hợp với đài truyền hình SBTN gửi đến quý vị. Mọi sự ủng hộ xin quý vị gọi vào số 714-621-5321. Thua keo này bày keo khác, sau bao nhiêu lần thất bại, liệu hai ông Nguyễn Bạc và Đinh Điền có từ bỏ âm mưu của mình hay không, hay lại phóng lao thì phải theo lao? Câu trả lời mời quý vị cùng theo dõi trong cảnh 4 của Dương Vân Nga Thái Hậu sau đây. Oh.
Ông Quyện Bạc, ông thấy mệt chưa? Suy nghĩ cái gì mà cứ lảng qua lảng lại hoài vậy? Lảng trước lảng sau. Ông suy nghĩ mà tôi chóng mặt quá đi. Không cần hỏi, thấy thở dài là biết chưa có rồi. Tiếp tục đi nữa nè. Đón y bóc thấy không? A xì. A xì. A xì là có kế rồi phải không? Không, cái này là tôi nhảy mũi. Nhảy mũi mà cũng làm quá à? Có. Rồi. Cà lâm luôn rồi. Hết nhảy mũi, A xì rồi cà lâm. Ông mà mắc mùi một cái là mỗi người một nơi đó nha. Thôi đi quan ngoại giáp, ông đừng có giỡn nữa. Ông cứ giỡn hoài à, trong khi tôi á nóng như lửa đốt, mưu kế thiệt là thâm. Chúng ta gần như sắp thành, trong phút giây tàn tành. Không mau tìm phụ tôi, có cách gì cứu nguy hay không à? Cứu nguy ha? Để tôi suy nghĩ thử coi. Chúng ta chung chiến tuyến, tôi đứng ngoài được sao? Nhìn ông bước ra bước vào, tiệm gan giống như tài cào. Tôi nóng lòng nôn nao. Có cách rồi ông ơi, tôi đã nghĩ ra một cách rồi, ông ngoại giáp ơi. Cách gì? Nói thử tôi nghe coi. Chứ tình hình này là tôi thấy căng hơn chữ căng nữa đó nha. Tôi không ngờ bọn chúng lại đi trước mình một bước. Đã thỉnh có máu về lại qua lư để đàn áp chúng ta. Tưởng suy nghĩ được gì? Chứ chuyện đó tôi cũng biết. Quan ngoại giáp, ngài cứ nóng vội. Tôi chưa nói hết ý mà. Vậy thì ông nói mau đi, có cần lạng một vòng nữa không? Cố mẫu là người rất sâu sắc và thông minh, bà có trái tim vô cùng đôn hậu và rất sùng bái tâm linh, là lợi thế cho chúng ta. Lời ông nói ra làm cho tôi càng thêm nghi hoặc. Sao sùng bái tâm linh lại có lợi cho ta? Nếu chúng ta dựng lời cho Lê Hoàng có dụng mưu riêng, muốn huynh đáo cơ đồ chưa chắc cố mẫu tình đầu. Nhưng nếu lời của Tiên Dương, bà sẽ không còn do dự. Ông quân chí rồi chăng thốt lời sàm bậy cuồng ngông vậy ông? Tôi sẽ tâu với cố mẫu cầu hồn tiền đế ở Sơn Lăng. Trước là làm chú vẫn mệnh non sông, sao tìm tòng tích Âu quân thất lạc. Tới chực đó sợ gì kế hoạch chúng ta chẳng đọa thành. Khi ẩu chúa đang trong tay quốc công Phạm Hạp, chỉ cần một lệnh truyền của tôi, ẩu chúa sẽ an toàn về cung nội. Có phải là hồn tiền đế hiển linh không? hay lắm. Nhưng gì vậy? Làm mất hứng ngang vậy? Người ta đang cười ngon chớm à. Nhưng kẻ thực hiện nghi lễ cầu hồn chỉ phải là một người. Ê, đừng có nói tôi nha. Không có được đâu à. Không phải là ông. Vậy thì được. Mà là Tổ Quyên, con gái của ông. Con gái? Mà sao lại là Tố Quyên? Ông Quốc Công, ông Quyên Bác. Cha. Hết thồn à? Tại sao vậy hả cha? Tại sao?
Tại sao ai biết? Tại sao? Tại trời xui khiến. Ủa, mà con hỏi cái vụ gì vậy con? Tại sao? Tại sao cha lại bắt cóc ấu chúa? Ê ê ê, cái này là phạm hạ bắt nha, chứ cha cha không phải cha. Tại sao cha nó ép con cầu hồn tiên đế? Ê ha, cái này là quyển bạc mới gợi ý thôi, chứ cha cha chưa có chịu. Tại sao cha cứ muốn trúc phế quan thập đạo? Ê, quá lắm rồi nha con. Nó ra đây á, nó làm một hơi làm tôi bị liệu luôn à. Ê, con là cha của tôi hay là con của tôi vậy hả? Tôi là cha của nó, nó là con của tôi đó. Nó ra nó hoạch sách tôi đủ điều à. Già mà còn khổ vì con vì cái nữa này chứ. Cha, con không có ý đó, nhưng con chỉ muốn biết tại sao cha lại làm như vậy. Tại sao không cần biết phải tại sao, mà con chỉ nghe ý của cha. Tổ quyên giờ đây chỉ có hai con đường, một là con làm tròn chữ hiếu, cha dạy gì cũng phải tuân theo. Như vậy là con đã giúp cha biết không? Đạo làm người gìn nhân nghĩa thánh cao, biết cội biết nguồn biết trước biết sau. Còn con muốn cha máu quyết dân trào, đường thứ hai chọn liền là tố cáo cha đi. Cha, Tô Quyên, con phải hiểu cho cha, vì cơ nghiệp triều đình không nài sương gió, phò tiên hoàng bình định giang sang, dẹp loạn 12 xứ quân, làm nên đại cồ viết rõ ràng. Không thể trơ nhìn, gắm dốc cơ đồ về tay người khác họ. Nhưng thập đạo tướng quân, vì dân, vì nước. Còn cha, cha vì sự tỉ hiềm ích kỷ cá nhân, nghe lời con khuyên, hãy chung tay tiêu diệt xâm loạn. Mầm nội loạn sẽ làm cho gia vong quốc phá. Bất hiếu nữ, ngô nghịch nhi, cha nuôi con khôn lớn để con trả hiếu cho cha như vậy sao con? Cha, đó có phải là lời hiếu thảo của một đứa con gái mà cha yêu thương triều mến không hả Tô Quyên? Cha ơi, con gian cha, hãy dừng tay cái chưa quá muộn. Cha cũng gian con, đừng để quá muộn khi phải dừng tay. Cha, nếu con đã nghe hết thì con biết cần phải làm gì. Mạng sống của cha sẽ tùy vào đứa con ngoan quyết định. Mạng sống của cha sẽ tùy vào đứa con ngoan quyết định đi con. Cha, cha, chương trình được bảo trợ bởi AirTalk Wireless, Connecting Americans. Kết nối người thân. Quý khán giả vẫn đang thưởng thức vở tuồng cải lương Dương Vân Nga Thái Hậu do đài truyền hình SBTN
phối hợp cùng với Đoàn Cải Lương Phương Nam thực hiện. Thưa quý vị, một lần nữa quý vị gọi vào số phone để có thể hỗ trợ cho tuồng cải lương Dương Vân Nga Thái Hậu. Số phone là 714-621-5321. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã thưởng thức cảnh 4 và qua cảnh 5. Dầu có cứng cỏi đến đâu nhưng mà đối với trái tim của người mẹ và sức ép của cố mẫu đó là mẹ chồng mà bà Dương Vân Nga Thái Hậu luôn kính sợ và yêu quý. Và liệu Dương Vân Nga Thái Hậu sẽ giải quyết ra sao? Kính mời quý vị hãy cùng thả dòng cảm xúc của mình vào những giây phút chạnh lòng cũng như là tâm tư của người phụ nữ đầy quyền lực trong cảnh 5 vở tuồng Dương Vân Nga Thái Hậu. Và thưa quý vị, vừa qua thì 4 cảnh quý vị đã được thưởng thức với vai Dương Vân Nga Thái Hậu với nghệ sĩ Cẩm Thu. Và tiếp tới cảnh 5, Dương Vân Nga Thái Hậu sẽ do nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trình diễn. Từ lúc tiên quân xa lìa
nặng gánh cơ đồ, với mẹ chồng chưa trọn phận làm dâu. Dân Nga, con không nên tự trách mình như thế. Hữu sinh hữu mạng, ấy cũng bởi căn phận. Nhưng con cháu của ta đã để lại cho trang sử Tiên Rồng những chiến tích hiên ngang, là cả niềm tự hào dân tộc. Đinh Toàn tuổi còn thơ đăng ngôi thiên tử. Mẹ, bao nặng gánh sơn hà như hoàng nặng vai con, con có thấy mệt lắm không con? Mẹ, trong giây phút này đấy, ta muốn cùng con gác bỏ quốc sự bên ngoài. Đã lâu rồi mẹ chồng nàng dâu chưa thâm tình đàm đạo. Mẹ, khóc đi con, hãy khóc đi nàng dâu ngoan của mẹ. Trái tim con giờ hòa theo tiếng hồn thiên, nỗi đau riêng mình không bằng cờ đồ triều đình. Mẹ, con có nào phải đâu, có cây vô hồn thắm tình phân ly, đinh nhi lạc loài bơ vơ bên ngoài trời. Thù lắm lẽ nhiều phen, hai vai gánh nặng con biết làm sao đây? Mẹ, hãy khóc đi con, khóc nữa đi con, khóc để với bất đắng cay đắng đè nặng trên vai cô nàng dâu thao, và hãy tựa đầu vào lòng thân mẫu để an ủi tâm tư trong khoảnh khắc gia đình. Về có nghiệp mấy triều đến công quản ngại thân mình, bao máu xương của con cháu ta đổ xuống để gắm dốc cơ đồ tổ điểm một màu xanh, để vương văn Nga trong lưỡng diện phân tranh, nở nốt tình nhà nắng niềm riêng canh cánh. Bộ lĩnh nơi hồn con từ miền đất lạnh, xin hãy về triều đình về giọt máu sau cùng. Mẹ, mẹ có gì muốn nói với con chăng? Sáng mai này ta sẽ làm lễ rước hồn tiễn đế, Vạn Thắng Nhi sẽ giúp cho con gỡ rối giang sơn. Đêm hôm qua ta mơ thấy chồng con trở về, thầy tiên tri giải mộng chỉ cách cho mẹ cầu hồn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Con khuyên mẫu thân đừng vội tin theo lời tà mị, đừng đem giáng sang đặt vào phù phiếm tâm linh. Con tin chắc Âu Nhi sẽ bình yên và vượt qua thai ách, sớm quay về tương hội với tình thân, thập đạo tương quân cũng sẽ mau trở lại.
lại tìm được ngấu vương cầu nhân đức trang hoàng. Quả lời đồn thật chẳng sai hoa, ta muốn không tin nhưng sự thật đã bày ra trước mắt con à. Con thà tin Lê Hoàng xem nghe lời Hoàng Mâu thì còn về xã Tắc Giang Sơn. Hoàng Mẫu, xin Hoàng Mẫu hãy tin con, đừng để cho con thêm vạn lần khó xử. Mẹ, Tâu Thái Hậu. Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế, con thêm phần tội lỗi. Mẹ ơi, xin Thái Hậu hãy nghĩ tình của một người bà thương cháu, hãy nghĩ tới con trai của già là chỗ có vận mệnh triều đinh, tại sơn lăng quan hỷ mà làm lễ cầu hồn, mong Thái Hậu đừng hẹp lòng từ chối. Mẹ, thôi, trời cũng đã khuya rồi, Thái Hậu cũng cần nghỉ ngơi, Hoàng Mẫu cũng phải lui về an dưỡng. Mẹ, mẹ. Trời ơi, ta biết phải làm sao giữa hai bờ trung hiếu, chưa vơi được nỗi đau lòng khi mẫu tử phân ly. Thuyền giang sang trong nghiêng ngửa lạc lầm, đinh lang hỡi chốn hoàng tuyền chàng có thấu. Thiếp còn nhớ như in ngày ấu thơ cùng chàng bé cờ lão tập trận, những ngọn lao dung dứt dưới chân đồi, ai có ngờ đâu những ngọn lao mảnh khảnh thuở thiêu thời đã theo chàng lập nên kỳ tích. 12 sư quân mỗi người một chí, đẩy sang hà trong khói lửa cam qua, chàng ra tài dẹp loạn đao binh, lập nên đại cổ việt kiến trung bất khuất. Tài nâng ba tấc gươm, chém kẻ thù chết tươi như rơm rạ, lũ Bắc Phương vẫn từng ngày núi tham vọng chiếm nước ta. Vậy mà lại có kẻ điềm nhiễm tinh chuyển cầu hòa, quên môi dục khi gia vong quốc pha, còn tính chuyện viễn vong gọi hồn người đã khuất, anh linh chàng nơi chính xuôi chẳng thành thơi. Nhưng trước ý định của từ thân, thiệp đành phải nghẹn lời, không để mẹ tuổi hờn vì dâu thảo. Có nhiều lúc thiếp cũng khuỷ mình gục ngã, dù có cứng rắn đến đâu thiếp cũng chẳng qua là phận đàn bà. Nhưng nghĩ đến chàng, nghĩ đến con thơ, nghĩ đến sáng hà, thiếp phải tự lau nước mắt của mình, thiếp phải dằn lòng. Dương Vân Nga, Dương Vân Nga không thể yêu hèn nhu nhược. Đinh Lang hồn thiên sông núi à, non nước trời Nam, nghĩa sĩ hy sinh bội đắp dài sơn hà, chân dám cho lòng Thái Hậu Dương Vân Nga. Thank you.
còn một tấc hơi hãy phải chôn thân. Tâm nguyện vì dân sinh tử không nài, quyết chẳng cúi đầu khuất phục bọn ngoại xâm. Tiên quân ơi, nơi chúng tuyền đài soi sáng đường cho thiếp vượt trong gai. Tống quân muốn đẩy ta xuống bờ vực thẳm thì ta sẽ vươn mình bằng ý chí kiên trung. Chúng dồn ta vào bước đường cùng thì ta sẽ cho chúng hiểu thế nào là bất khuất. Đất nước ta dựng xây nền tự chủ bằng máu hồng và xương trăng của tiền nhân, không gian cầu bản bố chúc đặc ân đại cổ diệt mãi ngàn đời bất tử, khiến đất nước rước vào quả dữ. Thiếp giữa bề tiễn thoái lưỡng nan, nhưng gian sang này là của dân nam. Ta quyết quyết chẳng để kẻ thù chiếm đoạt. Chương trình được bảo trợ bởi Air Talk Wireless, Connecting Americans. Kết nối người thân. Kính thưa quý vị đang theo dõi trọn tuồng Vở Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu do Cải Lương Phương Nam và Đài Truyền hình SBTN thực hiện. Và trong chương trình ngày hôm nay đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gọi vào qua số phone 714-621-5321 để đóng góp và ủng hộ cho chương trình hôm nay. Mọi đóng góp và ủng hộ của quý vị chúng tôi sẽ xướng tên trong giờ đọc tin tức buổi chiều, để chúng tôi không muốn làm gián đoạn vở tuồng Dương Vân Nga Thái Hậu. Và trở lại với vở tuồng Vua Dương Vân Nga Thái Hậu. Kính thưa quý vị, sau khi đánh thắng được Chiêm Thành, biết mình phải đối đầu với những lời bàn tán của dư luận khi phải dẹp loạn, và với những người từng sát cánh chung vai, với những người góp công cùng với đất nước, vậy thì Lê Hoàng sẽ có quyết định ra sao? Trong cảnh xấu của vở diễn sẽ tiếp tục gây cấn và hào hùng. Chúng tôi sẽ mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiếp trong cảnh xấu Dương Vân Nga Thái Hậu. Cương quyết
phá tan giặc thù. Màu nô giống phủ trùm non sông, bao ước mơ như hoài công. Quân Tống trào giá tâm xâm lừa cuồng ngông. Tiền Dương, Tiền Dương ơi, lúc sinh thời người thích cùng mạc tướng uống loại rượu hải sơn này, vì ý nghĩa qua đổi thiêng liêng của nó. Hải tượng trưng cha Lạc Long đưa đàn con xuống biển, sơn nói về mẹ Âu Cơ dắt đàn con lên tận núi cao, cũng là nhắc con cháu dân Nam phải gắn kết nhau trong tiếng gọi đồng bào, vì nội giống chúng ta đều là con hồng cháu lạc. Chung thứ nhất khấn hồn linh tiên đế, hiểu lấy hoàng tiền đoan chuyện sâu xa. Nếu mai sau có sáu thịt nội gia, ấy cũng bởi vì tiền đồ xả tắc. Nghe Thám Mã báo quốc công Nguyễn Bạch đã âm thầm luyện mã rèn binh, đem giả hai lòng với cơ nghiệp nhà Đinh, đã nhiều phen buộc Thái Hậu trong vòng nan giải. Còn đây là chung rượu thứ hai, ta lỗi Tiên Dương vì chẳng vuông tròn, bao toàn giọt máu hoàng gia, bao nghịch cảnh trang hòa. Chén rượu sao cùng vì lời phím nhà gần xa, cho Lê Hoàng tự tưởng bất minh, với Thái Hậu chôn cung đình, để dành cơ nghiệp triều đình. Đứng trước anh linh tiên đế cõi hoàng tuyền, cho gươm trời đao bén phân thay, điều như một và hai lòng, chẳng đưa lời quán thang. Trạm tương đoạt quân chiếm thành Đà Bãi, phát pháo đề binh trở lại kinh thành. Khi dẹp xong nội loạn tan tành, tướng sĩ mới yên lòng trừ loạn Bắc phương. Cho tôi gặp ngài Quan Thập Đạo, cho tôi gặp ngài Quan Thập Đạo, Quan Thập Đạo. Tên kia mi là ai, sao dám đột nhập vào dọc binh bổn tướng? Quan Thập Đạo, Quan Thập Đạo, Quan Thập Đạo đây rồi. Đúng là ta, còn ngươi? Hiểu quý kỳ quá. Kỳ quá hiểu quý. Phải, tôi chính là hiểu quý kỳ quá, vượt dặm buôn ba ra ngoài quá. Sao tìm Quan Thập Đạo để tỏ tường tông tích Âu quân và gỡ rối chuyện sương. Nước bóng dầu sôi bởi thủ đoạn gian tà, chính
Phạm Hạp nghe theo lời Nguyễn Bắc, bắt cóc Âu Hoàng giam hãm tại Thủy Nguyên. Sợ đã thảo kinh xà, tôi mới tìm tới đây để quan thập đạo trụ mưu liệu kế. Phò ta Âu Dương qua dòng dấu bể, giúp Thái hậu cung chương khỏi suối lệ tuôn trào. Khi ám tường Âu quân ngài khỏe an, hòa tiên dương hiển linh vô cùng. Kỳ hoa trung thành không ngại hiểm nguy, giàu tử ra sanh đáng khen trang nữ kiệt. Sẽ tâu cùng thái nương gương trang đại nữ nhi. Ở tất đất ngọn rau núi sông cây cỏ, hồn nước thiên liên hòa mau chảy trong người. Theo gương trưng trắc rạng ngời, trừ quân tu đình thay lời mê linh. Gương vàng của triệu thị trinh, cưỡi cơn sóng dữ chém loài kinh ngư. Hay, hay lắm. Có được tướng tài như Phạm Cư Lượng, có lộc kiên trung dũng cảm của Hiệu Quý Kỳ Hoa, còn có tướng sĩ ba quân sẵn sàng đổ máu phơi xương, có cả lộc dân quy phục dưới ngọn cờ trung nghĩa Hiệu Quý Kỳ Hoa. Vậy thì ta sợ gì mà chẳng đuổi được lũ giặc hung tàn để giành lại tất đất quê hương và núi non hùng vĩ. Nhìn hàng ngàn dân sinh lầm than, hận thù nào phải tan xót xa bầm gan. Giang sang điêu tàn, thương xót bao trung càng trường xa không quang. Đem máu xương hy sinh đắp bồi cho cơ đồ thịnh hưng. Đường dầm ngang biển cương, gió sương vùi thân. Vẹn lòng trung quân, nối bước bao anh hùng. Theo núi sông hồn thiên, là cháu con tiên rồng. Tâm bất khuất kiên trung, dẫu khó khăn không làm chí hùng lung lai. Bằng sức mạnh toàn dân, ta sẽ phá tan mọi tường hào chiến lụy. Đấu cợt chúng dai dìn câu chúng thủy, đập vỡ mộng cuồng chinh xâm lấn của quân thù. Gió trời nam dẹp tan áng mây mù, rạng minh nhật khởi hùng binh công phá. Cứu Âu Chúa an lành đưa về lại Hoa Lư. Thái hậu sẽ không còn vướng nặng những tâm tư, nội loạn cũng tiêu trừ giặc ngoài đâu ai ngại. Chính nghĩa thắng hung tàn đó mới là lẽ phải. Đại cô diệt mãi quy hoàng trong trang sử ngày sau. Dạ, tướng quân Phạm Cơ Lượng có chuyện quân tình cần trình báo. Phạm huynh, Phạm huynh cũng đến đây sao? Phạm! Chuyện có hai người ta đã thông hiệu. Lúc Hiệu Quý Bạch vô âm tính, phó tướng của ta ngày đêm
cứ thấp thỏm âu lo. Quan Thập Đạo, thôi, ta cũng đoán được Phạm Quy Lượng đến đây với mục đích gì. Chắc cũng là câu chuyện cầu hồn của tiên đế ở Sơn Lăng. Cầu hồn tiên đế à? Phải, chuyện đó ta cũng đã lo liệu xong rồi. Hiệu Quý Kỳ Qua, nàng có thể giúp ta một chuyện hay không? Dạ, Kỳ Qua sẵn sàng chờ lệnh. Vậy thì ta ra lệnh cho nàng tiếp phó tướng giúp ta. Kìa, Quan Thập Đạo, Quan Thập Đạo, Quan. Quân, cho truyền phó tướng. Dạ, phó tướng Phạm Cự Lượng xin ra mắt Quan Thập Đạo. Phó tướng đến rồi đó à? Ta chờ phó tướng đã quá lâu. Ngươi là ai? Dám giả Quan Thập Đạo mà trêu cợt ta. Chốn quân cơ Dĩ Hà Phạm Thượng, tội này không nhỏ. Tôi là ai? Tôi là ai mà ông cũng không nhận ra sao? Tôi không chịu đâu. Ê, cái ông kia, tôi chưa có làm gì ông mà sao khóc ré lên vậy? Làm như đàn bà con gái vậy cha nội. Thì tôi là... Là cái gì? Không biết đâu. Vậy mà đòi hái sao trên trời tặng tôi, rồi lời ngôn tình qua Mỹ. Ông đâu có thương tôi. Tôi không chịu đâu. Hái sao trên trời? À, ta biết rồi. Kỳ Hoa, Kỳ Hoa. Mà sao Kỳ Hoa lại ăn mặc kỳ cục như vậy? Phạm huynh, ghi hứa tìm son đến trọn đời, tình nồng đôi lứa mãi không dời. Thề non hẹn biển càng sâu nặng, bão tố phong ba chẳng cách rời. Này người tình tôi ơi, ôm nhớ thương mong chờ chẳng phai. Kỳ Hoa của huynh đây rồi, nơi quan hà bao ngày có thâu. Lòng huynh sầu tái tê, khẽ kêu tên của người tình chung. Âm thầm giấu đi lệ rơi, gánh lo sang hà, tình nhà ngổn ngang nhiều cơn. Vui ngồi dương như mơ, em ngỡ chẳng bên nhau. Đâu yên quanh phân kỳ, đành chờ lai sinh, tay nắm tay hòa duyên. Đừng nói tiếng biệt ly, sầu tình anh mối mòn, không có nàng trời đêm trắng ngày. Tiếng thủy câu chung chẳng nhạt nhòa, mà sao tương kiến nơi đây không nhìn ra em. Cái trang nam hình quả là cao siêu, huynh sao đành ơi nàng Kỳ Hoa người ta mến yêu. Muội giận huynh luôn, yêu gì
mà không có nhận ra muội? Lời của huynh muội không có tin đâu. Kỳ quá, cho ta xin lỗi mà, cho ta xin lỗi mà. Cô hiểu quý nể lời của quan thập đạo mà tha lỗi cho phó tướng của ta được không? Quan thập đạo. Quả là trai tài gái sắc, trời sanh một cặp chẳng sai. Đến mặt cỡ thì cả hai cũng cục một lúc. Ngài thập đạo, phó tướng quân, ngài gặp tôi có phải về chuyện cầu hộp tiên đế? Dạ, sao quan thập đạo lại biết? Vì Tô Nguyên đã nhờ người mang mật thơ nói rõ trắng đen chuyện ở chốn cung vàng, bảo ta liệu kế chu toàn làm sao cho mọi việc phân minh. Nghe lời tỏ bài của quan thập đạo thật quá ngỡ ngàng, với quan ngoại giáp vốn thâm tình cha con khó dàng tất lòng son. Tô Nguyên vốn con người nhân hậu, báo quốc tận trung, yêu kinh thái nương, vì nước bỏ tình nhà nghĩ quá đáng thương. Khá khen nàng thật giả hiền lương, một trang nữ kiệt hùng tâm bất diệt. Chúng tôi chờ nghe ý ngài thập đạo phán truyền linh dạy. Phó tướng quân, nếu ta cho ngài biết kẻ bắt cóc Âu Quân chính là Phạm Hạp, ngài có đương đầu vào chiến để cứu ấu chúa hay không? Xin ngài thập đạo hãy an tâm, nếu đứng giữa chiến tuyến thiện ác, Phạm Cư Lượng sẵn sàng vì trung nghĩa phủi tình thân. Gương Tố Nguyên vì non nước bội hiếu ân, không lẽ trang danh tướng lại thua hàng nhi nữ? Hay, hay lắm. Vậy thì ta nhật phó tướng và hiệu quý kỳ qua hãy lập tức đến Thụy Nguyên giải dây cho ấu chúa và đưa ngài trở lại Hoa Lư. Xin tuân lệnh. Riêng Lê Hoàng ta phải lập tức phản hồi kinh nội để kịp lễ cầu hồn tiên đế ở Sơn Lăng. Chương trình được bảo trợ bởi AirTalk Wireless, Connecting Americans. Kết nối người thân. Kính thưa quý vị đang theo dõi trọn tuồng vở Cải Lương Dương Vân Nga Thái Hậu cho Cải Lương Phương Nam cũng như là đài truyền hình SBTN thực hiện. Mọi đóng góp của quý vị, một lần nữa chúng tôi xin thành thật cảm ơn rất nhiều quý vị đã gọi vào và ủng hộ cho chương trình này. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, cổ nhạc Phương Nam cũng như là các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn Cải Lương sẽ gửi quý vị những tiết mục cũng như là những tuồng Cải Lương thật hay. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi cảnh 6, quý vị đã thưởng thức màn 6 với vai Lê Hoàn đó là do Tuấn Châu thủ vai. Tiếp theo, quý vị thấy là những cái toan tính cũng như là âm mưu có thực hiện được hay không? Và đạo lý là tà không thắng nổi chính luôn là đúng. Và sẽ có một quyết định quan trọng của Thái hậu Dương Vân Nga, đó sẽ là quyết định gì? Nó có tầm ảnh hưởng như thế nào về nghiệp của triều đình lúc bấy giờ? Và sự thay triều hoán vị có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Tất cả các câu trả lời sẽ nằm trong cảnh 7 và cũng là cảnh kết của vở tuồng Dương Vân Nga Thái Hậu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
và Thái hậu Giá Lâm. Ta miễn lễ tất cả hai bình thân. Nghi lễ cầu hồn tiên đế bắt đầu. Xin cô mẫu, thái hậu và tất cả mọi người hãy trang nghiêm thành bái. Ông Nguyễn Bạc, bắt đầu đi. Tâu vân. Tổ quyền con, hãy quỳ xuống để bắt đầu làm lễ cầu hôn. Cảnh thanh bình cho trăm họ an vui, kẻ đắc quý quyền chớ đừng vội buông xuôi. Cùng các vàng son là bao máu đào của hàng vạn tướng binh. Tiên vương hỡi tiên vương, xin thứ tha cho người trung liệt, chẳng để cho ngài thanh thản nghi an. Nhưng chẳng qua vì gấm dốc gian sàn, thần không thể khoanh tay điểm nhiên bỏ mặt. Nay giữa tất cả hãy dừng lại, các ông đừng tiếp tục bài trò mộng mị quan khiên. Hồng dấu che tâm dạ yếu hèn, trước qua ngoài xâm đáng chực chờ thâu tốn nước ta. Lời của thái hậu tốt ra, không những đang sỉ nhục trung thần, trong đại lễ rước hồn cũng là nghi kỵ tiên vương. Cô mẫu có nghe không, khi người ta muốn giao cả cơ đồ cho một kẻ khác dòng, sẵn lòng quên người trung nghĩa. Quá đời luôn thâm thía, trong gác tia vinh quang, đâu biết năm tháng gian nan của những người ngoài biên cương. Dương Văn Nga, Trình Lĩnh Mẹ, xin cô mẫu làm chủ cho thần. Ôi thật ta không ngờ, bà thái hậu
không còn nghĩ đến già đây, không nghĩ giọt máu tiên hoàng đang lưu lạc trời xa, không còn nghĩ đến triều ca, muôn dân trăm họ nghi bao nhà, thì hãy để cho già liều một thác là hơn. Mẹ, con xin mẹ, xin mẹ hãy bình tâm để xem vở kịch hạ màn sẽ tường tận rõ ràng bao điều đen trắng ngày gian. Dạ muôn tâu thái hậu, có thập đạo đế hoàng hồi triều xin bái mạng. Tuyên nhập. Dạ, thần xin tham kiến cố mẫu và thái hậu. Quan thập đạo hãy bình thân. Tâu cố mẫu, trình thái hậu, thần đã biết được tung tích của áo quân, nên vội cấp tốc hồi chào bao tin ngài vẫn an lành. Hiệu quý Kỳ Hoa và phó tướng Phạm Cử Lượng đang đưa áo hoàng trở lại triều trung. Mai phước con ta bình yên thoát nạn, bao nỗi sướng vui trào dân vô hạn, thỏa nguyện đem ngài thương nhớ chờ mong. Ôi quả thật tiên nhi linh thiêng hộ độ, giọt máu nhà Đinh chỉ còn có cháu dại. Hoàng đế ơi con biết căng lòng nỗi to, rơi nước mắt bao lần lo lắng cháu thơ. Quan thập đạo tâu ngay ai bắt cóc áo hoàng, ta quyết sẽ nghiêm trần dình quốc pháp kỷ cương. Tại sơn lăng mọi chuyện sẽ tận tường, ai gieo cánh đoạn trường ai bài cảnh tai ương. Tổ quyên hãy trình bày mọi chuyện thế nào. Dạ muôn tâu thái hậu. Cuối mong mang hà sự thật
từng chiếu quân pháp kỹ cương dương vào án trầm. Vì cơ nghiệp nhà đinh thần chẳng tan gian hay quan trách câu nào. Phò với lý hoàng ngươi, ta cùng đáng bậc anh hào. Từng cùng tiên vương tả sống hữu đột, hiểm núi mạc rừng phá thạch khai quang. Để cơ nghiệp này hiện hách vinh quang, vậy mà người ta đã nhận tâm phủi rồi bao công can. Đây là chữ hiếu mà con ta đền đáp, vạch mặt cha già con mới chịu sao con. Quán ngoại giáp, ngài quốc công. Giáng sơn này là công sức chung của bao bậc trung thần, phải đánh đổi bằng máu xương và mạng sống của mình mới mong có được. Tôi tuy phận đàn bà, cũng chẳng yêu hèn nhu nhược, không nhượng bước với kẻ thù xâm lược hung hăng. Nếu với tiên quân các ông luôn hết mực trung thành, thì với tầm nhìn của chàng, lẽ nào các ông còn nghi hoặc? Giặc Bắc Phương muốn nội tộc ta chia rẽ, để dễ dàng thừa thế tiến công thôi. Đừng để chúng coi ta như những con cờ, đừng dễ tin lòi xoại lan hung hãn. Phòng phải phòng, ngừa phải ngừa, là đối với bọn giặc Tống Bang mang dại. Chưa chúng ta lập dựng Nam máu đỏ da vàng. Tâu Cô Mậu, trình Thái Hậu. Ta đã hiểu qua tâm ý của thập đạo Lê Hoàng. Đại Cồ Việt mãi lấy câu nhân nghĩa làm thước đo trị quốc. Xin Hoàng Mẫu nghĩ bao công cán, tha cho hai ông một phút lỡ lầm. Thầy Thái Hậu mở đất rộng tâm, cũng an ủi trong lòng của mẹ. Đội ơn Cố Mẫu, tạ ơn Thái Hậu, cảm nghĩa ngài thập đạo. Đội ơn Cố Mẫu và Thái Hậu, tạ ơn ngài thập đạo. Quan thập đạo, Thái Hậu. Quan thập đạo, Thái Hậu. Kỳ quá, em đã về. Ấu quân con ta đâu? Kìa, kỳ quá, hoàng điệt của ta đâu? Xin Cố Mẫu và Thái Hậu yên lòng, Ấu quân đang ở nội cung. Vì đường xá xa xôi, ngài đã thấm mệt, nên thần đã nhờ nhũ nương chăm sóc. Quan thập đạo, giặc thù hung hăng lầm le chốn biên thùy, giờ cần xô quân tay nắm tay chung đồng, dốc tâm giết quân giặc thù, thề nguyện gìn lòng trung kiên. Chiến thư Tống Trào thêm soi máu đào, cho qua cùng theo biên cương dọc ngang. Dù thân như nữ má hồng, vì non nước mình liều thân hiến đời trọn lòng thành. Tâu Thái Hậu, việc quân cấp bách không thể chần chờ, xin hãy cho Lê Hoàng tôi dõng trống phất cờ, ra chiến trận đối đầu cùng quân giặc. Quan thập đạo, xin hãy nang lại ít phút giây, để cho Dương Văn Nga tôi ban lệnh chỉ sau cùng. Cũng là quyết định quan trọng hào hùng của non sông Đại Cồ Việt. Trình lệnh mẹ, nước không thể một ngày không chủ, toàn dân không thể một ngày không có minh quân.
Toàn Nhi chỉ mới có 6 tuổi đầu, mọi quyết định không thể mãi giao cho người phụ chính. Muốn tổ quốc giang sáng không chìm trong gông cùm quan trai, phải cần một minh quân vạn đầy tâm đức trí dũng vô sông thống nhất sơn. Nước Nam ta sẽ đời đời bền vững, giặc tông sẽ kinh hoàng bỏ tham vọng cuồng trinh. Không, Lê Hoàng thề trọn đời vì cơ nghiệp triều đinh, nào phải vì ngôi vương, xin thay nương đừng ngờ giật. Đừng phủ kỳ vọng tiên dương và bao người tin tưởng, lèo lái dạng sang qua khổ ai thương sầu. Chúng tôi rất sẵn sàng phò tá minh quân, hãy vì dân tộc trời Nam tôn quân đừng nghi ngại. Trang sử rồng tiếng đời đời bất diệt, với chiến tích hào hùng quanh liệt của Tân Dương. Trình lệnh mẹ, chắc mẹ cũng tán thành quyết định của con. Ta đâu phải là một kẻ không biết cân phân nặng nhẹ, tiền nghi chung hoàng tuyền cũng chẳng trách con đâu. Còn ý của quan ngoại giáp và ngài quốc công? Dạ, nếu Thái hậu đã quyết, thần sao dám chẳng tuân. Thần cũng xin nghe theo lời dạy của lệnh bà. Được, tất cả đã đồng lòng thì ông thập đạo cũng đừng từ chối nữa. Dạ, thần xin khâm mạng. Truyền tướng Long Bào. Gặm dốc sơn hà, Lê Hoàng sẽ cống hiến cả đời mình cho dân cho nước. Tấn liên lên, truyền khai cờ. Thiên trung thề không tha quân giặc tông, đường biên cương cho dấu nhiều trong gai, nào ngăn bước chân hào hùng. Nguyện nói gương tiếng
biết bước tiền nhân xưa, rằng dân dân Nam nòi giống. Việc xâm lăng khúc hát ngài tương quang, chiến thắng gian lưng ngời khí ngút cao. Xin chúc người ra đi vào nơi gió sương muôn trùng, cho cả trời Nam ta bình yên vui ca nó ấm. Tất cả cùng chung tay trừ tan bát phương tham tàn, tổ điểm màu vinh quang rạng ngời xứ thiên đồng. Kính thưa quý vị, vở tuồng Thái hậu Dương Văn Nga xin được chấm dứt. Chúng tôi xin được mời sự trở lại của các diễn viên nghệ sĩ Philip Nam cũng như nghệ sĩ Cẩm Thu. Một tràng vỗ tay thật lớn cho các anh chị em nghệ sĩ Thái hậu Dương Văn Nga. Vâng, chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã đến với đài truyền hình SPTN. Và cũng như tất cả các khán giả ở khắp nơi trên toàn thế giới đã hỗ trợ cho đài truyền hình SPTN, đã hỗ trợ cho tuồng cải lương Dương Văn Nga Thái Hậu. Xin được mời diễn viên Tuấn Châu có vài lời. Tuấn Châu rất là cảm ơn đài truyền hình SPTN, cảm ơn quý vị khán giả. Tuấn Châu hy vọng các quý vị khán giả miền xa của đất Hoa Kỳ đều coi trực tiếp của chương trình cải lương, chương trình live cải lương và khán giả tại quận Cam. Hy vọng ủng hộ cho đài truyền hình FTN để giữ gìn cái bộ môn cải lương này không bị mai một. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho các anh chị em nghệ sĩ Dương Văn Nga Thái Hậu. Dạ, tôi cháu cũng xin rất là cảm ơn tất cả nghệ sĩ, những ngôi sao sân khấu có mặt ở đây. Mà ở toàn là ở xuyên bang qua không ạ. Đã qua trước mấy ngày để tập dượt trọn tuồng cải lương. Tôi cho rất là cảm ơn Thanh Thanh Tâm, cảm ơn Cẩm Thu, cảm ơn chị Phượng Hồng, Quỳnh Hoa, nhất là hai em của mình là Quỳnh Trúc My cùng với Dình Khang. Cảm ơn Hoàng Dũng cũng từ xa, rất là nhiều người từ xa. Tuấn Tú, cảm ơn nhiều quá, nhất là cảm ơn tác giả. Đây là kịch bản đầu tiên tác giả viết lại toàn bộ mới hết để đưa vào cho chương trình Đoàn Cải Lương Phương Nam. Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Quang Nhã. Cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa một tràng khoai tây thật lớn cho Đoàn Cải Lương Phương Nam. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ cho SPTN, cho Đoàn Cải Lương Phương Nam để chúng tôi có thể có những cái vở lịch sử cải lương nổi tiếng trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị. Và xin hẹn quý vị vào chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị. Và cũng không quên cảm tạ sự hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân cũng như là nhà tài trợ chính AirTalk Wireless đã tài trợ cho chương trình Dương Văn Nga Thái Hậu. Thank you, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn những khán giả đã đến coi trọn cho tuần và ngồi không có về trước. Xin cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng đài truyền hình SPTN sẽ dựng lại thêm vở tuồng. Xin mời quý vị lên có thể lên chụp hình với lại các nghệ sĩ cải lương. Mời có thể hy vọng tuần sau sẽ là tuần tiếng trống mê linh. Wow. Nói về người phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn. Quý vị có thể lên chụp hình với khán giả. Thank you.
chương trình được bảo trợ bởi AirTalk Wireless, connecting Americans. Kết nối người thân.